Và kính thưa quý vị, câu chuyện tiếp theo liên quan đến nền kinh tế của nước Mỹ. Mọi người đều thấy rằng là Obama luôn luôn phủ nhận, nói rằng kinh tế Mỹ hôm nay mạnh là do ai? Anh ta nói rằng là do bàn tay của Obama. Một người thật thà nhất, một người kém cỏi nhất về kinh tế cũng phải công nhận. 8 năm làm tổng thống của Obama, kinh tế không bao giờ tổng sản lượng lên đến 2 chấm. 1.8, 1.7, 1.9 là maximum, là tối đa. Nhưng mà từ ngày Tổng thống Donald Trump lên cầm quyền đến bây giờ, ngày 20 tháng Giêng năm 2017, kinh tế Mỹ chưa bao giờ xuống dưới 3 chấm. Chậm nhất như hôm vừa rồi cũng là 3.2, đệ nhất tam cao nguyệt của 2019. Còn trước đó có những kinh tế lên đến 4.1, các tam cao nguyệt mạnh mẽ. Còn 3.2, 3.4, 3.5 là chuyện normal, thông thường. Thế thì hôm nay lại có một bằng chứng nữa để quý vị thấy rằng nền kinh tế là do Tổng thống Donald Trump đưa đến thành công cho nước Mỹ. Cho nên có một cái điểm hay. Quý vị nhớ là đảng Dân Chủ bây giờ chưa bao giờ mà có đông người ra tranh cử. Nhưng mà không có một anh nào, chị nào đảng Dân Chủ dám chê kinh tế Hoa Kỳ. Cái đó là một cái tuyệt vời. Mà cái đó là một cái vô hình chung. Họ đã công nhận rằng Dân Chủ thua. Nếu như 2020, tức là năm 2020 tới đây, bầu cử Tổng thống mà Dân Chủ thua, chỉ có một câu thôi: economy, kinh tế. Giống như thời Jimmy Carter, từ năm 1976, có phải không? Đến Tổng thống Bush cha, vào những thập niên 80, thất bại Tổng thống chỉ vì kinh tế kém cỏi. Hình như cũng đã có lần tôi thưa với quý vị, ông George H. Bush là Tổng thống Bush cha, là một con người lẫy lừng về chiến thắng ở vùng vịnh. Chắc quý vị còn nhớ Desert Storm, là bão tố sa mạc, đã đem lại cho cái hãnh diện của ông George Bush bao nhiêu, thì nền kinh tế nước Mỹ eo ọp bấy nhiêu. Bởi vì sau khi mà quân đội chiến thắng trở về 300-400 nghìn quân, họ không có việc làm. Và đất nước chưa kịp phù hợp với những người cựu chiến binh Hoa Kỳ, bởi vì kinh tế trở thành kém cỏi, nếu không muốn nói là recession. Và từ cái chỗ đó mà Tổng thống Bush cha đã thất cử, chỉ được có 4 năm là nhờ cái hào quang của ông Tổng thống Ronald Reagan để lại. Bởi vậy cho nên, đối với quốc gia cũng như là đối với gia đình, ngày nào mà quý vị không giải quyết được kinh tế, ngày đó quý vị đừng bao giờ nói rằng tôi là một vị tổng thống giỏi. Rồi sau khi mà George Bush thất bại, thì Hillary Clinton, Bill Clinton lại được thừa hưởng một nền kinh tế phát triển, là vì nền kinh tế lúc bây giờ đang nở rộ sau khi 4 năm chiến tranh đã tàn lụi và đem lại chiến thắng cho nước Mỹ. Quý vị nhớ là cái ngày đó nước Mỹ đánh Saddam Hussein bật ra khỏi lãnh thổ Kuwait, được cho Kuwait trả nợ cho nước Mỹ 12 tỷ đô la trong một trận chiến mới có 30 ngày. Rồi các quốc gia Ả Rập khác cũng bơm tiền vào cho nước Mỹ, và cái số tiền nó được ảnh hưởng cho đến lúc Bill Clinton lên làm tổng thống. Vì vậy cho nên trở thành kinh tế thặng dư. Nó không phải là như ông Donald Trump thừa hưởng cái di sản của Obama. Cái di sản Obama là cái gì? Nợ 20 nghìn tỷ đô la. Trong khi Obama trong có vòng 8 năm đã tiêu gần 10.000 tỷ đô la mà không được gì cả. Thất nghiệp lên đến 5 số chấm. Rồi tổng sản lượng quốc gia vào khoảng 1.7.8. Bởi vì Obama, như tôi nói nhiều lần rồi, càng nói bao nhiêu thì càng thấy Obama là một tay, mình có nói công bằng thôi, chưa nói cái chuyện xấu, ông ta là một tay bếp về kinh tế. Không biết gì về kinh tế mà không biết gì về vấn đề tiền bạc. Cái này mình cũng chả trách, bởi vì Obama xuất thân chỉ là một anh thượng nghị sĩ ở bên Illinois, Chicago. Và anh ta mới làm có vài năm. Anh ta đâu có học gì về kinh tế. Anh ta tốt nghiệp là một luật sư. Bởi vậy cho nên Donald Trump lại khác. Donald Trump là một tay đại tài phiệt, chứ không phải là đại gia nữa. Đại gia là chỉ anh có nhiều tiền thôi. Còn đây là một tay đại tài phiệt, tức là một con người biết manipulate, tức là biết thao túng thị trường kinh tế của Hoa Kỳ và quốc tế.
Tại sao tôi gọi là quốc tế? Là vì Donald Trump đã có tài sản trên 16 quốc gia. Tức là ông ta đã dealing, đã tiếp xúc, đã làm ăn với đủ loại người thật thà và lưu manh không thiếu gì. Chứ ông ta có một cái kinh nghiệm chiến trường ở thương trường. Và khi ông ta lên làm tổng thống, ông ta biết cách để mà điều khiển chiến trường ngay trong thương trường. Và ở đời khi mà mạnh vị gạo, bạo vị tiền, vai mang túi bạc kè kè, nói quấy nó quá, chúng nghe rầm rầm. Donald Trump là trong trường hợp đó. Chứ ông ta lên, ông ta mạnh tay đối với thằng Tàu. Vì trong cái lúc thời gian ông ta làm đại tài phiệt, ông ta biết, ông có làm ăn bên Tàu mà. Ông biết thằng Tàu là lưu manh. Tối ngày nó chỉ lại quả, tối ngày nó chỉ tham nhũng, tối ngày nó chỉ đút lót. Mọi việc nó mua bằng tiền. Donald Trump hiểu câu chuyện đó. Cho nên khi mà làm Tổng thống, ông ta tuyên bố một câu: tôi không cần tiền, tôi chỉ lãnh mỗi năm $1 đúng theo luật hiến định. Với một anh không cần tiền, một anh không cần gái, thì chính trị đi chỗ khác chơi. Tàu thất bại là một cái chuyện dễ hiểu. Lại thêm những tay cố vấn, vì thần thiêng là tự bộ hạ. Người làm lớn mà thành công là do những người chung quanh thành công. Quý vị thấy đã có nhiều tổ chức chính trị mà không thành công là vì họ dùng toàn người dốt. Anh nào cũng sợ những người tài, sợ người giỏi. Cho nên dùng những anh tay dạ vâng, yes sir, mờ quỷ mông sư, cuối cùng tan, mặc áo thụng vái nhau. Từ những cái đảng mà nhiều tiền nhất, cho đến cái đảng tổ chức không có tiền, loanh quanh luẩn quẩn gà què ăn quẩn cối say. Cho nên bảo tại sao Việt Nam Cộng Hòa trở thành Việt Nam Cộng Huề? Lý do là vì thu cộng sản, nhưng mà dùng toàn những thành phần cát, bở như cát. Quý vị nhìn vào tất cả những cái tổ chức chính trị đảng phái hải ngoại này, không có được một tổ chức, không có được 2-3 bộ mặt đủ khả năng khả dĩ có thể đưa thành công đến tổ chức. Mà chỉ toàn những thành phần ăn hại đái nát, chọt bên này, chọt bên kia và nịnh bợ, đeo lon này, đeo lon nọ, nhưng mà học hành không đến đâu cả, mà nhất là tư cách lại không có. Cộng sản nó cũng dốt, nó cũng không có tư cách. Nhưng mà nó có cái gì? Nó cái AK-47 và nó có lưỡi liềm. Anh nào mà trái ý, cho vào bao tải, cho đi mổ tôm. Người quốc gia mình không làm như thế được. Vì thế mình thua cộng sản. Mình thua cộng sản không phải là cái chỗ mình dốt hơn nó. Nó học mình 10 năm nó cũng chưa hết. Nhưng mà mình không ác như nó. Mình không khốn kiếp như cái bọn súc sanh. Còn tối ngày lý thuyết xuông ăn tục đói phét, đó là nghề của Việt Nam Cộng Hòa. Ở hải ngoại này, không những 45 năm, cả 100 năm nữa như thế này, cũng vẫn là dậm chân tại chỗ. Để rồi cứ mỗi một năm tổ chức đến cuối năm là cây mùa xuân, cây mùa thu, cây mùa hạ. Dắt nhau ra nhà hàng, đóng vài chục, ăn uống. Đọc những bài diễn văn nảy lửa, tiếc lửa về quê hương. Cuối cùng xong về nhà, tà tà bóng ngả về Tây đắp mền, hô sung phong. Họ không có focus. Người Mỹ làm việc gì người ta cũng cần phải focus. Người ta cũng cần phải có cái vision. Tức là chúng ta phải tập trung vào những cái điều mà chúng ta cần làm. Quý vị nhìn thấy tổ chức các viện ở hải ngoại, từ trí thức cho đến bình dân, không có một tổ chức nào đưa ra được một cái agenda. Đảng chính trị của Mỹ, Dân Chủ hay Cộng Hòa, họ đều phải có một cái agenda. Họ phải có một cái platform, tức là những cái chương trình hành động và những cái mục tiêu họ cần phải đạt đến. Bởi vậy cho nên ở đây Mỹ, người Việt Nam 45 năm không học được cái hay của người Hoa Kỳ. Toàn là đánh võ rừng. Mỹ nó có câu nói rằng beat around the bush. Họ không bao giờ đánh vô cái gốc, đánh vô cái cốt lõi. Thế thì chúng ta trở lại vấn đề. Kinh tế của Mỹ này thành công nhờ Donald Trump. Nói thẳng một câu, Donald Trump là một con người có tài, là một con người kinh nghiệm, phải nói là kinh lịch thì đúng hơn. Và là một con người ái quốc. Cái điều đó chúng ta không thể chối cãi được. Mỗi lần ông ta đọc diễn văn, ông ta đã đều ôm lá cờ Mỹ một cách tha thiết và trìu mến. Giống như ông ta đưa cái linh hồn của ông ta cho cái lá quốc kỳ của Mỹ. Cho nên ông ta những cái thằng da đen mà nó khinh cái lá cờ Mỹ làm cho ông ta rất bực mình. Ngay cả Obama, quý vị thấy nó đi vận động tranh cử với Hillary, hai tay nó lại không có để lên quả tim, nó để ngay dưới bụng. Thì quý vị biết ở dưới bụng là cái chỗ nào rồi, ở dưới lỗ rốn là chỗ nào thì quý vị tìm hiểu lấy. Một người tổng thống mà khinh cái lá cờ quốc kỳ Mỹ như vậy, gọi là ái quốc làm sao được. Cho nên da đen, muôn đời vẫn là da đen là như thế.
Thế thì hôm nay kinh tế mạnh, cho nên cái nền hàng không của Mỹ phát triển. Theo ký giả George Hamilton của Fox News cho biết là chỉ có nguyên cái phi trường Phoenix, Arizona là cái phi trường ở cái vùng miền Tây Nam của Mỹ đông đảo và mạnh nhất. Thì trong cái năm vừa rồi, theo cái sở gọi là Phoenix Aviation Department, tức là cái sở hàng không của thành phố Phoenix, cho thấy rằng cái số du khách lên xuống tàu bay ra và vào phi trường đã lên đến 3.551.405 người. Quý vị thấy chưa? So với năm trước, nó đã gia tăng trên 10% cho đến 15%. Đó là lên đến vào khoảng độ vài trăm nghìn người. Đây là một trong những cái sự kiện mà kinh tế Mỹ phải thành công thì cái người đi hàng không mới mạnh và đông như thế này. Mặc dù quý vị thấy hàng không xảy ra rất nhiều tai nạn, chết lên, chết xuống, tổ bay rơi, tổ bay rớt, tổ bay cháy, nhưng người dân Mỹ vẫn đi lên một cách đông đảo. 355.000 người mà nếu so với 10% là đi, xin lỗi, 3.551.000, tức là 10%, mình cứ tính 10% cũng là gia tăng 350.000 người. Quý vị thấy chưa? Rồi nói về vấn đề các tháng 2 năm 2018 thì chỉ có chưa đầy 301.000, 3 triệu. Rồi nói về công ty hàng không riêng là công ty đông đảo nhất ở bên Phoenix, Arizona là công ty American Airlines. American Airlines gia tăng đến 24.000 người. Nguyên công ty American Airlines không đã tăng được 24.000 lượt khách ra vào phi trường Phoenix, Arizona. Đây là một cái phúc trình về vấn đề hàng không dân dụng của Hoa Kỳ, dân sự của Hoa Kỳ, mà nói lên một cái tiểu bang bé Arizona, một phi trường nhỏ, đó là phi trường Phoenix. Rồi quý vị bảo, ô cái công ty mà tàu bay nhiều là công ty Southwest. Vâng, Southwest cũng lên được 19.500 người. Còn công ty Delta này, công ty United thì gia tăng 3.6% đến 2%. Rồi hàng hóa, thì trong năm vừa rồi cái số hàng hóa chở đến và chở đi khỏi phi trường Phoenix, Arizona nó đã lên đến 30.263 tấn hàng, trong đó gồm có cả thư tín, gồm có cả hàng hóa đi và đến Phoenix, Arizona. Rồi có một số vẫn kẹt là quý vị nhớ cái vụ gọi là Boeing 737 MAX trong vòng 5 tháng bị hai tai nạn chết gần 300 người, thì làm cho công ty phải grounded, tức là cấm bay những loại phi cơ Boeing 737 MAX, làm cho công ty American Airlines đã phải hủy bỏ 90 chuyến bay mỗi một ngày. Lý do là phải họ đổi phi cơ khác và phi cơ đó không được bay. Rồi một trong những cái sự kiện người ta thấy rằng là công ty được phát triển mạnh nhất trên thế giới, đó là công ty American Airlines. Sau cái công ty đứng nhất trên thế giới, họ classify, họ xếp hạng những cái loại công ty hàng không, thì công ty đứng đầu thế giới là Qatar của Ả Rập, và công ty American Airlines là đứng thứ nhì. Họ căn cứ trên cái gì? Họ căn cứ trên tất cả những cái sự tiếp khách, vé và đối xử với khách hàng trên phi cơ và chuyến đi, thì họ thấy rằng công ty Qatar được đến 8.72 điểm trên 10 chấm. Công ty thứ nhì là American Airlines được 8.28 điểm. Cho nên để quý vị thấy rằng kinh tế của Hoa Kỳ nó mạnh và cái đời sống phát triển của nước Mỹ nó tuyệt vời. Kính thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi xin tạm dừng vài phút để gửi đến quý vị một vài cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình. Xin cảm ơn quý vị.